Xin chào các bạn Việt Nam, tôi là Paolo. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì mấy ngày vừa rồi Nhật cùng với Quyết Bunito, tức là kênh 2Q Vlog và Tú Ango thì đi chơi nhiều rồi các bạn ạ. Đi chơi dạo các vùng rồi anh em Vlog giao lưu. Thì hôm nay sẽ tiếp tục bắt tay vào việc làm để cải tạo khu đất của Nhật thuê được các bạn nhé. Và song song đó thì sẽ nuôi một số con các bạn ạ. Thì trước mắt Nhật sẽ nhân giống con thịt các bạn ạ. Hiện nay là dưới vườn là anh em nuôi được 7 con rồi, nhưng mà có 3 con cộc nên anh em làm thịt 2 con, vì chi là còn 5 con thì Nhật mới kiếm được 2 con đây nữa, là 2 con vịt bầu các bạn ạ. Được một ông đại tá công an xích, tức là công an về bên điều tra Nhật quen với nữa, của cậu em quen, thì làm cho ông một vài cánh cửa, làm cánh cửa gỗ ấy các bạn ạ. Thì ông ấy tặng cho một đôi vịt này và Nhật sẽ đưa xuống vườn và để nhân giống. Đối với Việt Nam chúng ta thì nhân giống rất là dễ, nhưng mà đối với Angola là nhân giống vịt rất là khó khăn các bạn ạ. Angola tên ba tú mi tú bộ phủ mi tú nada ba tú ari tên mi tú aquí brasa mi nada ba tú otro ba tú aquí nào tên Casa de preto. Tức là bạn ấy nhập giữa ngan và vịt các bạn nhá. Ngan ở Angola thì rất là nhiều. Aki Việt Nam cha má vịt. Vịt. Con vịt. Con vịt. Ven de brasa là con ngan. Con vịt. Con ngan. Con ngan. Thì Nhật và bạn Bao Lù sẽ đưa đôi vịt này xuống vườn của Nhật các bạn nhá, để anh em nhân giống các bạn ạ. Thì các bạn sẽ hôm nay Nhật sẽ làm một cái clip về nhân giống vịt. Đấy, thì vịt đưa xuống dưới vườn và nuôi và đệ đẻ các bạn ạ. Sau đó là sẽ cho gà ấp và Nhật sẽ làm một cái quy trình để cho các bạn thấy luôn với cái sự khó khăn của ở bên này. Đấy, nuôi giống vịt cũng rất là khó khăn các bạn nhá. Bây giờ sẽ bắt vịt và đưa xuống vườn các bạn ạ. Mình sẽ tỉ ra nhá. Nếu mình té xa của đây các bạn nha, hai con vịt đây, hai con vịt bầu rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, cái này nhập được tăng nên là bây giờ sẽ đưa xuống vườn và nhân giống các bạn. Như Việt Nam ta thì rất dễ kiếm giống, nhưng mà ở bên đất nước Angola này rất khó các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy đôi vịt có đẹp không? Đấy, cho bạn Bao Lù sẽ bắt vịt các bạn ạ. Cô nhé chị. Ta ký cabeza eli vai. Vai aquí. Ok. Mete. Đấy, cho bạn Bao Lù bắt vịt Nhật quay các bạn ạ. Cuida đi á. Đấy, cuida đi. Sever. Ta vào. Đây là một con vịt trống các bạn này, nhìn rất là đẹp. Đấy. Cho vào đây các bạn ạ. Và cho ra đây cho vịt thử với con nó chết mất vì đi đường xa các bạn ạ. Vậy nó ra mất vì cắt to quá. Đây, Nhật phích máy để Nhật bắt với bạn ấy nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đẹp á. Lê và la vật à? Của mẹ. Na đó. Cái sao nó cùng không? Nào. Là cái đề giá là nè nè. Nó phát là kêu cùng không? Đề giá nè nè. Đấy, còn đây là chú vịt mái các bạn này. Cho vào đây và đưa xuống vườn. Cắt cái lỗ này hơi to một chút. Thôi bỏ cái gì bao thế. Rồi, nếu mà buộc như này nó cũng không ra được đâu. Không ạ. Rồi. Đây vào. Đấy, như vậy là đã xong các bạn nhé. Và đưa xuống vườn các bạn ạ. Đây các bạn thấy hai con vịt rất là đẹp. Đấy. Hai con vịt này là hai con vịt bầu các bạn nhé. Rồi, rồi bây giờ phải đưa xuống vườn các bạn. Đây xả vai ca đủ nhá. Ok. Đây sẵn hôm nay bắt vịt tí lướt qua cái khu vườn của Nhật tí các bạn nhá. Khoe khu vườn một chút. Đấy, bạn Bao Lù đã đưa ra xe rồi. Đầu của nhà Nhật đã ra hoa và kết quả các bạn này. Đấy, ở châu Phi mà có những cái vườn rau xanh ngắt luôn. Cho các bạn thấy. Đây là tất đủ các loại rau luôn. Cà chua, rau cại, ngại cứu, rau thơm. Tất cả các thứ, có bí ở các bạn ơi. Có cả bí nha. Này hoa cũng có luôn nha. Đấy, có một loạt hoa cúc Nhật mới dâm lên rất là đẹp. Và hiện nay bí đã cho quả rồi này. Đấy, các bạn thấy chưa? Ở châu Phi nhưng mà cây phát triển rất tốt. Đấy, sắp tới cái giàn này Nhật sẽ trồng susu các bạn ạ. Susu và cái thiên lý Nhật đã ươm rồi. Còn đây là một vườn cà các bạn ơi. Nói vườn thì hơi điêu nhưng mà có một luống cà. Đây đặc biệt là trong vườn của Nhật trồng được hai cây mít lâu rồi. Hai cây này không phải là đợt Nhật đưa sang đâu, mà có cô em đưa sang cho các bạn ạ. Đây là cây mít đỏ này. Được hai cây mít, một cây mít đỏ và một cây mít thường của Việt Nam chúng ta các bạn nhé. Công đóng sang rất là khó. Đấy, bên kia một cây mít đỏ, còn đây là cây mít Thái bình thường các bạn này. Phát triển rất đẹp rồi. Còn 7 cây Nhật đưa sang thì hỏng mất một cây, còn 6 cây Nhật đang còn ươm và để đưa xuống vườn mới Nhật thuê các bạn ạ. Còn đây bí đã cho, cây bí này cũng cho quả rồi các bạn nhé. Đây, nhìn rất đẹp, các bạn thấy quả bí to chưa? Quả này sắp ăn được rồi. Đấy, rất to và đẹp. Đây một quả nữa các bạn này. Đấy. Ở đây Nhật với nữa có bác sĩ nữa. Có một bác sĩ nữa, bác lớn tuổi rồi. Bác chăm cũng rất là tốt.
Đây, anh em vẫn trồng cây bầu ngoài này các bạn này. Trồng bầu để ăn ngon nhé. Trồng bầu, trồng chuối. Đấy, chuối vẫn trồng các bạn nhé. Chuối Nhật đưa về cũng rất là công phu. Mấy cây chuối bắt đầu bén rồi. Bén đẹp rồi. Đấy, khu vườn nhỏ như này khoe với các bạn một vài phút như thế thôi để các bạn biết được cái khung cảnh của khu vườn của Nhật sống nhá. Đấy, một khu vườn cũng rất đáng sống các bạn ạ. Đấy. Còn cái khung này là Nhật đã làm rồi các bạn này, sau sẽ láng xi măng ở bên dưới nền và ở trên là sẽ bắn khung gỗ như cái dàn kia các bạn nhá. Thì cái dàn này Nhật sẽ trồng su su. Trồng su su Nhật đã đặt rồi. Đấy, sẽ trồng su su ở khu cái dàn này này, trồng su su và thiên lý. Đấy, thì những cái cảnh rất là thôn quê, rất là gần gũi với những mảnh vườn của người Việt Nam chúng ta. Đấy, thì bây giờ Nhật cùng các bạn đi xuống vườn các bạn nhá. Đi xuống vườn để thả vịt. À đây các bạn này, như vậy là anh em đã xuống lên vườn rồi các bạn nhá. Vì vườn cũng hơi xa, anh em đi hết hơn một tiếng, gần 2 tiếng cả. Đấy, thì anh bạn xếp xe rồi. Này, anh bạn Châu Phi cầm vịt đây rồi các bạn này. Đấy, rồi bây giờ sẽ anh em sẽ đi ra vườn để thả vịt cùng với bầy vịt cụ các bạn ạ. Vamos. Hả? Đi thả vịt. Đấy, đôi vịt sẽ nhân giống dần các bạn ạ. Bầy vịt này sẽ nhân giống làm sao cho được hàng trăm, hàng nghìn con các bạn nhé. Cố gắng một năm gì đó là lên số lượng hàng nghìn con. Đấy. Thì đang còn thử nghiệm cho ấp hơn 30 trứng rồi. Đấy. Còn đây là dòng sông các bạn ơi. Dòng sông đây. Đấy. Thì để vào cho các bạn thấy được cho các bạn sẽ thấy được cái ấp trứng trong nhà các bạn nhé, để xem hiệu quả nó như thế nào. Đấy, hai con vịt của Nhật bây giờ nó tắm nhìn chưa, nhốt khô lâu lắm rồi các bạn ạ, nên bây giờ xuống có nước tắm sướng. Hai con vịt này cũng đập lông rồi các bạn, cũng sắp đẻ rồi. Nhốt khô lắm rồi, giờ xuống nước sướng. Hai vịt chống chiến nhau. Vườn ngô của bác đúng rồi. Đây vườn ngô là bây giờ anh em bẻ thử một ít rồi các bạn này. Và một số khách đặt cũng đã bẻ một ít bán rồi. Thì ngày mai tiếp tục sẽ bẻ bán các bạn nha. Và ngày mai Nhật sẽ có một cái video sẽ đi đến các cái chỗ lô gia lớn và những cái chỗ thành phố Sida Đừ của người Trung Quốc để tiếp thị các bạn ạ.
vì cái số lượng rất là nhiều. Cái số lượng ở đây thì hơn 3.000 mét vuông nên là bán cũng rất là khó khăn. Đấy, vì người Việt của mình ở bên này thì cũng đã rất là ít. Nên ngày mai sẽ có một cái video Nhật đi tiếp thị ngô các bạn nhé. Đấy, mời các bạn chú ý đón xem. Đây các bạn nha, thì anh em đã ấp như thế này các bạn này. Đây, đây là gà ấp các bạn này. Đấy. Đây hoàn toàn là ấp trứng vịt các bạn nhé. Ổ này là ấp 2, 4, 6 7 quạ các bạn này. Thì con gà nhọ này là cho ấp 7 quạ thôi. Đây trứng vịt. Thì nhân giống kiểu này không biết là nó có đậu được nhiều hay không, nhưng mà anh em cứ thử nghiệm xem như thế nào. Đấy. Thì các bạn lại đây tiếp. Đầu này sẽ có một một ổ này các bạn này. Là có 4 quạ thôi các bạn nhá. Đấy, đây mới ấp thì cho 4 quạ. Đấy. Đây mới ấp, đây là đang cho 4 quạ ấp các bạn này. Đây trong này còn một ô các bạn nhá. Đây. Này đây còn một ô cùng ui nó cắn các bạn ạ. Nó cắn. Đấy. Vâng. Thì cái quy trình nuôi vịt ở bên đất nước Angola châu Phi này cũng rất là khó khăn các bạn. Nên là anh em tìm cái nguồn giống không có. Rồi nên là anh em cứ phải dâm dân. Đấy, dâm một ít và để ấp thành con các bạn nhé. Đấy, thì cố gắng làm sao mà trong một năm sẽ ra được hàng trăm con vịt các bạn ạ. À, một cái video Nhật làm về cái chăm sóc và để nuôi con vịt và dâm giống các cái con vịt ở đất nước Angola. Đến đây xin kết thúc các bạn nha. Vâng, xin chào và gặp lại các bạn những video tiếp theo. Và các bạn nhớ ủng hộ Nhật Vượng Vlog để có những cái video hay nhất mới nhất các bạn nha. Ngày mai sẽ có một cái video của Nhật là đi review bán ngựa các bạn. Vâng, xin chào các bạn đi. Bon chào, xin chào các bạn. Chào đấy Bon. Bon rồi các bạn ạ. Vâng, xin chào các bạn.